Xin chào cộng đồng P-Network Việt Nam, tin tức hôm nay mình chia sẻ tin tức về P-Network mạo hiểm vào web 3, đồng sáng lập tiến sĩ Changi Alpha nhấn mạnh sự cần thiết của KIC Người đồng sáng lập P-Network, tiến sĩ Changi Alpha đã làm sáng tỏ vai trò quan trọng của các thủ tục biết khách hàng của bạn KIC khi dự án mạo hiểm vào thế giới web 3 Trong bài viết này, chúng tôi khám phá cách P-Network nhấn mạnh vào KIC phù hợp với tầm nhìn của nó về việc xây dựng một nền tảng tuân thủ và dễ tiếp cận cho kỷ nguyên phi tập trung Tầm quan trọng của KIC trong hành trình Web 3 của P-Network Khi P-Network thực hiện các bước để tích hợp với Web 3, tiến sĩ Pha nhấn mạnh sự cần thiết của KIC để tuân thủ quy định và thúc đẩy một hệ sinh thái toàn diện. Ông nhấn mạnh rằng KIC không chỉ là một yêu cầu đối với riêng P-Network, mà còn là một nỗ lực hợp tác liên quan đến toàn bộ cộng đồng, bao gồm cả những người tiên phong từ khắp nơi trên thế giới. Mạng xã hội được hỗ trợ bởi KIC cho Web 3. Việc tạo ra một mạng xã hội quy mô lớn dựa trên KIC là một nỗ lực tập thể trong P Network. Tiến sĩ Pha nhấn mạnh rằng trong một ngành công nghiệp ngày càng tuân thủ, một mạng xã hội KIC đáng kể tạo điều kiện tích hợp liền mạch với các công cụ và dịch vụ Web3 chính hãng. Nó cũng hợp lý hóa quá trình tham gia các chuỗi, blockchain, dịch vụ tài chính và ứng dụng Web3 khác với các yếu tố tài chính, xây dựng giải pháp KIC nội bộ cho khả năng tiếp cận. Cam kết của P Network về khả năng tiếp cận đã khiến họ phát triển giải pháp KIC nội bộ Mạng KIC mạnh mẽ này đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định đồng thời trao quyền cho người dùng tham gia an toàn vào thế giới phi tập trung. Tiến sĩ Phan rút ra những điểm tương đồng với kỷ nguyên web 2, nơi Facebook đi tiên phong trong danh tính và tên thật trong mạng xã hội, đồng thời hình dung ra tác động biến đổi của cách tiếp cận dựa trên KIC của P Network. KIC là điều kiện tiên quyết để sở hữu cá nhân trong web 3, khi web 3 cho phép các cá nhân sở hữu tài sản kỹ thuật số của họ và tham gia vào các mạng phi tập trung. KIC trở thành điều kiện tiên quyết quan trọng. Bằng cách tạo ra một mạng KIC toàn diện, P-Network phù hợp với các nguyên tắc cốt lõi của Web3 và trao quyền cho người dùng tham gia một cách an toàn và minh bạch trong bối cảnh phi tập trung. Thúc đẩy một nền tảng tuân thủ và toàn diện P-Network, tập trung vào KIC phù hợp với tầm nhìn xây dựng một nền tảng mạnh mẽ và toàn diện, trao quyền cho người dùng trong hệ sinh thái Web3. Tiến sĩ Phan nhấn mạnh rằng KIC không chỉ là yêu cầu một lần, nó là nền tảng cơ bản cho sự phát triển bền vững của P-Network và tích hợp liền mạch với các dịch vụ trong tương lai thúc đẩy một nền tảng tuân thủ và toàn diện ý nghĩa đối với ngành công nghiệp blockchain khi các ngành công nghiệp tiền điện tử và blockchain trưởng thành việc tuân thủ quy định trở nên cần thiết cho tính hợp pháp và bền vững các biện pháp kic nâng cao uy tín và thúc đẩy mối quan hệ mạnh mẽ hơn với các cơ quan quản lý và các đối tác tiềm năng sự nhấn mạnh của p network vào kic đặt ra một tiền lệ đầy hứa hẹn cho ngành công nghiệp blockchain rộng lớn hơn Tương lai của P Network và Web3 khi P Network tiến lên phía trước, triết lý lấy người dùng làm trung tâm của nó vẫn là động lực. Bằng cách ưu tiên khả năng tiếp cận, P Network nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giữa thế giới tiền điện tử và dân số rộng lớn hơn, làm cho công nghệ blockchain dễ tiếp cận hơn cho tất cả mọi người. Tầm nhìn của P Network, trong nền kinh tế phi tập trung khi Web3 chiếm vị trí trung tâm, các dự án như P Network đi đầu trong việc trao quyền cho người dùng và định hình lại cảnh quan kỹ thuật số. Thông qua KIC và khả năng tiếp cận, Pi Network đứng như một ngọn hải đăng của sự tiến bộ, cung cấp một cái nhìn thoáng qua về tương lai của tài chính phi tập trung. Tác động của Pi Network đối với hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu khi nhiều người dùng tham gia mạng và trải nghiệm những lợi ích của quyền sở hữu Web3. Tác động của Pi Network đối với hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu đã sẵn sàng phát triển, tạo ra làn sóng trong ngành và hơn thế nữa. Tóm lại, sự nhấn mạnh của Pi Network vào KIC phản ánh cam kết về tính minh bạch tuân thủ và sự tham gia của cộng đồng. Khi dự án tiếp tục phát triển, cách tiếp cận hợp tác và tầm nhìn lấy người dùng làm trung tâm sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình thế giới phi tập trung của ngày mai. Với Web3 thúc đẩy tương lai của tài chính và quyền sở hữu, các dự án như Pi Network đang đi tiên phong trên con đường dẫn đến một tương lai kỹ thuật số toàn diện và phi tập trung hơn.